Báo cáo kế tiếp, chúng tôi xin mời tiến sĩ Đinh Đức Huy trình bày một số giải pháp cải thiện tiên lượng bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp. Xin mời tiến sĩ Huy. Dạ, kính thưa quý thầy ở chủ tọa đàm, kính thưa quý đồng nghiệp đang theo dõi online hội nghị tim mạch của Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2021. Trong 15-20 phút tiếp theo thì chủ đề chúng tôi xin báo cáo là liệu chúng ta có những giải pháp như thế nào để chúng ta có thể cải thiện được tiên lượng cho bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim cấp. Như quý đồng nghiệp cũng theo dõi cái bài báo cáo trước của giáo sư Huỳnh Văn Minh thì hiện tại thì chúng ta thấy là suy tim là một cái vấn đề toàn cầu, và bác sĩ lâm sàng ngày càng phải đối mặt với nhiều bệnh nhân suy tim hơn trong cái thực hành lâm sàng. Và có lẽ là bệnh mạch vành tăng theo thời gian. Hiện tại thì có những bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận nhồi máu cơ tim ở tuổi rất là trẻ. Ví dụ như trong tuần vừa rồi thì chúng tôi có một bệnh nhân sinh năm 1990, bệnh nhân đã có biểu hiện nhồi máu cơ tim cấp, và đáng tiếc là bệnh nhân đến muộn, thành ra là khi mà bệnh nhân nhập viện thì chúng tôi đã bắt đầu thấy có những cái dấu hiệu suy tim, và ngay cả sau khi bệnh nhân đã được can thiệp mạch vành qua da, tái tưới máu cho động mạch thủ phạm là động mạch lưu thông trước, thì sau đó bệnh nhân vẫn phải vẫn có cái tình trạng là suy giảm chức năng tống máu thất trái. Sau đó trong cái đại dịch COVID thì bệnh nhân nhồi máu cơ tim càng có cái nguy cơ là đến bệnh viện muộn hơn, vì các cái lo lắng liên quan đến vấn đề đại dịch, cái vấn đề tái thiếu máu trở nên chậm trễ hơn, và hậu quả là chúng tôi gặp nhiều cái suy tim hơn trong thực hành lâm sàng. Đây là một thực tế số liệu từ cái nghiên cứu sổ bộ Swiss Heart, tức là từ Thụy Điển, rất là nổi tiếng. Thì số liệu này từ năm 1998 cho đến năm 2008, thì khi mà số lượng can thiệp mạch vành qua da, đặc biệt là can thiệp mạch vành tiên phát tăng lên, từ những năm 98 tăng lên đến hơn 50-60% ở những năm 2008, thì số lượng mà bệnh nhân suy tim sau đó thì giảm rõ, từ 40% xuống dưới 30%. Hiện tại thì số bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da tiên phát nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên càng nhiều hơn, thì chắc chắn là cái số lượng bệnh nhân phải đối mặt với suy tim về lâu về dài sẽ chắc chắn sẽ được giảm rõ. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì chúng tôi cũng ghi nhận theo các cái dữ liệu công bố thì cũng có khoảng 10 đến 20% bệnh nhân có thể ghi nhận những cái triệu chứng sớm của suy tim sau nhồi máu cơ tim, và ở đến tới tháng thứ sau một tháng sau khi bệnh nhân đi tái khám lại thì khoảng 20-30% các cái số bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có dấu hiệu của suy tim. Đây là cái nghiên cứu đã được công bố về việc liên quan giữa cái thời gian tái tưới máu kể từ khi bệnh nhân có triệu chứng và cái diện tích vùng nhồi máu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim SC trên lên. Trong cái nghiên cứu này thì cái vùng nhồi máu được đo đạt bằng hình ảnh cộng hưởng từ tim, thì chúng ta có thể ghi nhận được là cái vùng nhồi máu nó chỉ ở kích thước trung bình nếu mà bệnh nhân được tái tưới máu trong vòng 60 phút kể từ khi bệnh nhân có triệu chứng. Tuy nhiên nếu mà cái thời gian tái tưới máu nó tăng lên ở cái trong giai đoạn từ 1 đến 4 giờ thì sau đó thì cái vùng sẹo nhồi máu tăng lên, kích thước tăng lên đáng kể, và nếu sau 4 giờ thì cái kích thước của vùng sẹo nhồi máu thì trở nên rất là lớn trên hình ảnh cộng hưởng từ tim. Và tái tưới máu sớm cái động mạch thủ phạm đã được chứng minh là sẽ cải thiện được tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên. Ví dụ như nghiên cứu của tác giả Lambert thì cho thấy là cái tỷ lệ nhập viện do suy tim tại thời điểm 1 năm thì ở bệnh nhân mà được tái tưới máu muộn sau 90 phút thì tăng gấp 2 lần so với các bệnh nhân mà được tái tưới máu trong vòng 90 phút đầu tiên. Thành ra cái giải pháp đầu tiên để giảm cái nguy cơ suy tim, cải thiện tiên lượng bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp chính là chúng ta cố gắng tái tưới máu sớm, càng sớm càng tốt. Đối với các bệnh nhân đến muộn thì rõ ràng là sau cái thời gian vàng để chúng ta có thể tái tưới máu cho vùng cơ tim bị nhồi máu thì sẽ xuất hiện các cái sẹo cơ tim, hiện tượng tái cấu trúc thất trái diễn tiến, và thông thường bệnh nhân sẽ đến các bệnh nhân đến muộn sẽ đến gặp bác sĩ trong cái tình trạng là suy tim với công suất tống máu giảm, với các tiêu chuẩn chẩn đoán đã được làm rõ trong bài báo cáo trước của giáo sư Huỳnh Văn Minh. Tức là chúng ta thông thường sẽ gặp bệnh nhân có triệu chứng, có dấu hiệu của suy tim, và trên siêu âm tim thì có công suất tống máu thất trái dưới 40%.
Đối với các bệnh nhân suy tim mà có tổn thương mạch vành thì nghiên cứu STITCH là một nghiên cứu đã có thời gian theo dõi rất là dài hạn trên hơn 1.200 bệnh nhân với công suất máu giảm, so sánh điều trị nội khoa đơn thuần và tái tuyến máu mạch vành trong cái trường hợp này là mổ mắc cầu mạch vành. Các bệnh nhân trong nghiên cứu STITCH là bệnh nhân có suy tim trong có NIHA từ 2 đến 4 ở hai nhóm tương ứng là 88 và 89%. Và phần lớn cái nguyên nhân của suy tim trong bệnh nhân trong nghiên cứu STITCH chính là nhồi máu cơ tim, với cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim cũ ở hai nhóm là 78% và 76%. Thì chúng ta thấy là nếu mà so sánh giữa mổ bắt cầu, tái tưới máu và điều trị nội khoa đơn thuần thì rõ ràng là tái tưới máu đã giảm được cái nguyên nhân, giảm được cái tử vong tim mạch cho bệnh nhân suy tim. Tỷ lệ giảm tử vong hoặc là nhập viện do nguyên nhân tim mạch cũng thấp hơn một cách đáng kể ở bệnh nhân được tái tưới máu so với bệnh nhân chỉ điều trị nội khoa đơn thuần. Tiếp tục theo dõi đến 10 năm, một thời gian rất là dài sau cái thu nhận bệnh nhân ban đầu, thì mổ bắt cầu mạch vành vẫn tiếp tục chứng minh được cái lợi ích, duy trì cải thiện được cái tiên lượng cho bệnh nhân có suy tim và hẹp mạch vành. Đặc biệt là các cái bệnh nhân ở nhóm trẻ hơn thì sẽ được các cái lợi ích nhiều hơn. Và tuy nhiên với cái nhóm mà cái tiêu chí đánh giá là tử vong tim mạch đó, thì ở tất cả các nhóm tuổi bệnh nhân đều được hưởng lợi từ việc tái tưới máu mạch vành. Đến năm 2021 thì ESC đã đưa ra lưu đồ để điều trị suy tim phân xuất có máu giảm, trong đó các cái nhóm thuốc ví dụ như ức chế mang chuyển ACNI, ức chế beta, thuốc kháng aldosterone SGLT2 và đã được nhấn mạnh vai trò với mức khuyến cáo là mức khuyến cáo 1, tức là được tô cái ô màu xanh lá cây trên cái lưu đồ của ESC 2021. Thì từ rất lâu thì chúng ta đã có những cái thử nghiệm lâm sàng để chứng minh là ức chế mang chuyển có thể giúp được giảm được nguy cơ tử vong cho bệnh nhân sau nhồi máu tim cấp. Và thậm chí sau đó với nghiên cứu Valiant thì chúng ta biết là các bệnh nhân mà sử dụng không dung nạp được ức chế mang chuyển, chúng ta thay bằng điều trị bằng ức chế thụ thể thì chúng ta cũng giảm được cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân sau nhồi máu tim cấp. Thì cho tới hiện tại thì mức khuyến cáo dành cho điều trị ức chế mang chuyển ở bệnh nhân suy tim phân xuất máu giảm là mức khuyến cáo 1 với mức chứng cứ A để giảm các nguy cơ nhập viện hoặc là nguy cơ tử vong cho người bệnh có suy tim. Đối với ACNI, tức là nhóm thuốc kết hợp giữa sacubitril và vanzactam, thì chúng ta có nghiên cứu so sánh đối đầu giữa sacubitril, vanzactam và enalapril ở các bệnh nhân, ở hơn 8.000 bệnh nhân suy tim NIHA từ 2 đến 4 và phân xuất có máu giảm dưới 40%, với cái tiền sử nhồi máu cơ tim ở dân số nghiên cứu là khoảng 40% ở cả hai nhóm, và tiêu chí đánh giá chính là tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim. Trong nghiên cứu này thì sacubitril vanzactam đã chứng minh được lợi ích được hơn so với enalapril một cách giảm có một cách có ý nghĩa thống kê, tiêu chí chính là giảm 20% và tử vong do mọi nguyên nhân là giảm 16%. Và sacubitril vanzactam cũng tốt hơn enalapril ở giảm nguy cơ nhập viện do suy tim ở bệnh nhân suy tim phân xuất có máu giảm. Đến guideline năm 2021 thì ACNI sacubitril vanzactam được chỉ định để thay thế cho điều trị ức chế mang chuyển ở bệnh nhân suy tim phân xuất có máu giảm để giảm nguy cơ nhập viện hoặc là tử vong ở mức chỉ định là 1 và mức khuyến cáo B. Cho tới hiện tại thì cái nghiên cứu riêng ở nhóm nhồi máu cơ tim với ACNI, tức là nghiên cứu Paradise MI công bố trong năm 2021 so sánh ACNI với ức chế mang chuyển là Ramipril, chúng ta thấy là nghiên cứu Paradise MI thì không chứng minh được ACNI tốt hơn ức chế mang chuyển Ramipril ở cái tiêu chí đánh giá chính là tử vong tim mạch, suy tim phải nhập viện, hoặc là ở các bệnh nhân mà suy tim bệnh nhân điều trị ngoại trú bị suy tim nặng lên, với cái tỷ lệ của tiêu chí chính ở sacubitril vanzactam là 11,9% và Ramipril là 13,2%, P là 0,17, không có nghĩa thống kê. Tử vong tim mạch cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm điều trị ACNI và Ramipril, và tỷ lệ nhập viện do suy tim ở nhóm ACNI là 6% so với 6,9% Ramipril.
Nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng cho các bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim chính là metoprolol, thuốc ức chế beta đã rất quen thuộc với các bác sĩ lâm sàng. Thì trong nghiên cứu metocard SNIC thì rõ ràng là việc chúng ta sử dụng metoprolol sớm có thể làm giảm được diện tích nhồi máu, và trên diện tích nhồi máu ở đây cũng đo được bằng hình ảnh cộng hưởng từ tim, và cái chức năng thấp trái đo bằng siêu âm cũng cao hơn ở nhóm bệnh nhân được sử dụng metoprolol sớm 46,1% so với 43% ở nhóm sử dụng giả dược. Cho tới hiện tại thì chúng ta có phân tích gộp, so sánh các cái tiêu chí, ví dụ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong tim mạch nhập viện do suy tim, hoặc là tử vong tim mạch nhập viện suy tim, thì rõ ràng là ức chế beta giúp có thể giúp được cải thiện được phân suất tống máu thấp trái, và tiên lượng bệnh nhân suy tim có nhịp xoang và phân suất tống máu giảm. Và rõ ràng cái hiệu quả này thì rõ rệt nhất ở nhóm bệnh nhân mà suy tim với phân suất tống máu giảm dưới 40%. Và với cái guideline năm 2021 thì thuốc ức chế beta được chỉ định cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở mức khuyến cáo 1A. Thuốc kháng đối kháng aldosterone thì sau nghiên cứu Ephesus cũng chứng minh được lợi ích giảm tử vong và giảm nhập viện do suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc là các rối loạn nhịp thấp. Và chúng ta cũng có mức khuyến cáo 1A cho việc sử dụng kháng aldosterone cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Một nhóm thuốc mới ban đầu được sử dụng cho các bệnh nhân đái tháo đường chính là SGLT2 với hai biệt dược có mặt tại Việt Nam là dapagliflozin và amoglifloxin. Thì với nghiên cứu DAPA-HF, bệnh nhân dapagliflozin có thể chứng minh được giúp được giảm tử vong tim mạch và suy tim tăng nặng với cái chỉ số nguy hại là 0,74, tức là giảm được tới 26%. Thì trong DAPA-HF thì tất cả bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều có triệu chứng của suy tim và phân suất tống máu dưới 40% với chỉ số NT-proBNP là trên 600 và tỷ lệ đái tháo đường là 42% với theo dõi 18 tháng, chứng minh được lợi ích của dapagliflozin. Trong nghiên cứu tiếp theo là Emperor Reduce thì một thuốc khác trong nhóm SGLT2 là empagliflozin cũng chứng minh được lợi ích tương tự, giảm được nguy cơ tử vong và nhập viện cho bệnh nhân suy tim 25%. Trong nghiên cứu Emperor Reduce thì thu nhận gần 4.000 bệnh nhân suy tim từ NIHA 2 đến 4 với chức năng thấp trái trên siêu âm tim dưới 40%. Và 50% bệnh nhân là có đái tháo đường. Ở bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim hay không có tiền sử nhồi máu cơ tim trước đó thì empagliflozin đều chứng minh được việc giảm tử vong tim mạch ở bệnh nhân có suy tim có phân suất tống máu giảm. Nếu chúng ta để hai nghiên cứu Emperor Reduce và DAPA-HF lại thì đây rõ ràng là hiệu quả của cả nhóm thuốc SGLT2, tức là giảm tử vong do mọi nguyên nhân, giảm tử vong tim mạch, giảm nhập viện do suy tim hoặc là tử vong tim mạch, hoặc là giảm nhập viện do suy tim. Thì kết quả đều đồng nhất ở cả hai nhóm và ở số liệu gộp của hai nghiên cứu Emperor Reduce và nghiên cứu DAPA-HF. Và đặc biệt là nhóm thuốc SGLT2 chứng minh được lợi ích không phụ thuộc vào tình trạng đái tháo đường của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là nếu mà ở bệnh nhân có đái tháo đường thì chúng ta giảm được khoảng 26%. Các cái biến cố nhập viện do suy tim hoặc là tử vong tim mạch. Còn đối với bệnh nhân không có đái tháo đường thì cái mức giảm này là 25%. Và cho tới hiện tại với guideline năm 2021 thì dapagliflozin hoặc empagliflozin đã được khuyến cáo một cách mạnh mẽ với mức khuyến cáo 1A để giảm nguy cơ nhập viện do suy tim hoặc tử vong ở bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm. Chúng ta sẽ chờ đợi nghiên cứu EMPAC, MI thiết kế chuyên biệt cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Liệu SGLT2 có chứng minh được lợi ích rõ rệt của việc giảm tử vong tim mạch hoặc là giảm suy tim, giảm nhập viện do suy tim ở nhóm bệnh nhân này hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả của nghiên cứu này trong năm 2022. Cho tới hiện tại thì mọi người guideline năm 2021 của ESC đều đồng thuận là chúng ta có 4 trụ cột để có thể giúp cải thiện tử vong cho bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm, tức là nhóm bệnh nhân suy tim hay gặp sau nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt là trên các cái bệnh nhân mà nhập viện muộn, được tái tưới máu muộn, đó chính là ức chế men chuyển hoặc acne, thứ hai là ức chế beta, thuốc đối kháng aldosterone và thuốc ức chế SGLT2.
Để kết thúc bài nói thì chúng tôi xin có một vài điểm để ghi nhớ. Thứ nhất là đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên thì tái tưới máu mạch vành thực hiện càng sớm sẽ càng tốt cho bệnh nhân, để giảm được diện tích vùng nhồi máu, giảm nguy cơ tái cấu trúc thất trái. Đối với các bệnh nhân suy tim kèm phân suất tấm máu giảm có tổn thương mạch vành thì mổ bắt cầu mạch vành qua da với cái được xem là cái giải pháp tái tưới máu mạch vành mà đem lại lợi ích cho bệnh nhân có suy tim phân suất tấm máu giảm dựa vào cái nghiên cứu dài hạn, nghiên cứu SIT 10 năm. Các cái điều trị nội khoa hiện tại thì chúng ta có các cái nhóm thuốc có thể đã chứng minh được là giảm được tử vong và cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Thứ nhất là ức chế men chuyển hoặc là ACNI. Ức chế men chuyển thì mức khuyến cáo là 1A, ACNI là 1B. Nếu bệnh nhân không thể sử dụng, không dung nạp chế men chuyển thì ức chế thụ thể có thể được xem xét để bắt đầu sớm cho bệnh nhân. Thuốc ức chế beta cũng được khuyến cáo ở mức 1A, cần được khởi đầu với liều thấp và tăng liều dần tùy theo đáp ứng của người bệnh. Thuốc kháng aldosterone cũng chứng minh được cái khả năng giảm tử vong và nhập viện do suy tim cho bệnh nhân suy tim với phân suất tấm máu giảm. Đặc biệt là nhóm thuốc mới SGLT2 được chỉ định ở class 1A đã chứng minh hiệu quả giảm tử vong tim mạch và nhập viện do suy tim ở bệnh nhân suy tim phân suất tấm máu giảm. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.